Xin chào mọi người, hôm nay nhóm sẽ hướng dẫn mọi người làm một sản phẩm để trang trí ngày Tết và tặng các người thân. Sản phẩm này được kết hợp giữa Arduino và màn hình GPHO. Thì Arduino là cái mạch được phát triển rất rộng rãi, và đặc biệt là mạch này thì ai cũng có thể làm. Còn màn hình GPHO này, màn hình này là được tháo ra từ các cái điện thoại để bàn ngày xưa. Thì để làm cái sản phẩm này, mình cần chuẩn bị những cái dụng cụ như sau. Nhất là board Arduino này. Đây là Uno hoặc là Nano hoặc là các cái board Arduino khác có trên thị trường. Thứ hai là màn hình GPHO, pin, pin và đế pin hoặc là nó nguồn 5V đấy, và dây đây, dây BL2303. Dây này để nạp chương trình cho kit Arduino Nano. Đầu tiên là mình sẽ nói qua về cách đấu dây. Đây thì chân trên GPHO này, thứ tự nhá, chân 1 này đến chân 10 này. Ok, thì như ở đây mình đã nối sẵn rồi. Ok, hai chân nguồn này, chân VCC vào VCC của bo, chân âm vào chân âm, rồi người ta đi. Ok, bây giờ mình tiến hành nạp code. Thì đối với bo này chúng ta cần một cái dây USB2COM để nạp code cho nó. Đây, nếu mà các bạn không có những cái dây này thì các bạn có thể ra các cái quán linh kiện điện tử để mượn các anh kỹ thuật, các anh sẽ hướng dẫn. Chân dương đây nhá, nhưng màu đỏ là VCC, đen là D. Chân xanh mình sẽ đấu vào chân RX. Trắng đấu với RX. Rồi, mình kết nối với máy tính. Đây là code của mình. Thì trên trên code mình đã tạo một số cái phông cơ bản của ngày Tết. Đây là Happy New Year này, 12 con giáp, năm Đinh Dậu năm 2017 đấy ạ. Logo của nhóm này, Phúc Lộc Thọ này. Đây là tên của mình. Đầu tiên là mình kiểm tra kết nối này. Kiểm tra kết nối giữa mạch nạp dây BL2303 với lại máy tính. Đây, ở đây nó đã kết nối với cổng COM 4. Mình quay trở lại cái phần mềm làm code. Đây, vào tool, chọn bo. Hello. Và chọn cổng port là port 4. Tiến hành nạp. Đây, tiến hành nạp vào đây, đợi cho đến chữ up lên thì mình sẽ nhấn nút reset để tiến hành nạp code. Ok, code đã nạp thành công và những cái hình mà mình cho vào code và hiển thị lên đây. Thì về cái vấn đề nạp code hay là hàn dây này, các bạn có thể đến các cái quán linh kiện điện tử thì các anh kỹ thuật nó sẽ hỗ trợ các bạn. Về vấn đề code hoặc là cách kết nối với lại mạch này, các bạn có thể liên hệ với lại nhóm của mình qua Gmail đây. Rồi, các bạn có thể đóng vào hộp để cho trông nó thẩm mỹ hơn. Bài giới thiệu của mình đến đây là hết. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.